Chào các bạn, mình đang có mặt tại Villa Shop ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10. Và bây giờ mình sẽ vào phòng karaoke, phòng hát thử karaoke của Villa Shop để cùng một anh nhân viên kỹ thuật của Villa Shop test khả năng chống hú của cái micro Boss MT-990. Và ở đây thì mình có một cái cặp micro Boss MT-990 cùng cái receiver đi kèm ở đây, rất là đẹp đó. Thì mình sẽ sử dụng đầu karaoke Ariran Smart K, một trong những dòng đầu karaoke mới nhất mà Ariran vừa tung ra thị trường. Thì Boss MT-990 là một trong những cái dòng micro không dây cao cấp trên thị trường ha, bán khá là chạy hàng. Thì bây giờ anh nhân viên của mình sẽ tùy chỉnh một số cái thông số trước khi tiến hành hát karaoke. Thì như bạn đã biết thì việc hú rè của micro không chỉ phụ thuộc vào bản chất của micro mà còn phụ thuộc vào cái việc tùy chỉnh cái thông số trên 5 ly. Cho vậy việc tùy chỉnh một cái thông số phù hợp trên 5 ly sẽ giúp hạn chế tình trạng hú rè một cách tốt nhất. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành hát thử cái karaoke để xem coi cái Boss MT-990 này có hú rè không. Đó. Như bạn đã thấy thì cái khoảng cách giữa cái anh nhân viên kỹ thuật này của Villa Shop so với vị trí đặt loa không đến 1.5 m đó. Thì việc không hú rè trên micro Boss MT-990 khẳng định rằng khả năng chống hú của MT-990 rất là tốt. Đó, bạn cũng có thể nghe được không xảy ra hiện tượng hú rè, mặc dù khoảng cách của nhân viên kỹ thuật này sẽ khác so với loa là khá gần. Tôi qua đi. Rồi, cảm ơn các bạn, chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.